Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, mỗi người sống trên đời, dù ít hay nhiều cũng đều gặp được một vài quý nhân. Vậy quý nhân là gì? Quý nhân là những người khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn, gặp những lúc cấp bách cần giúp đỡ, họ sẽ sẵn sàng đưa tay ra hỗ trợ. Nhờ đó mà chúng ta có thể vượt qua nghịch cảnh một cách dễ dàng hơn. Nhưng quý nhân trong đời từ trước đến nay không phải tự nhiên xuất hiện, mà là kết quả của việc chúng ta tích lũy thiện duyên từ trước, đến một lúc nào đó mới đâm hoa kết trái. Tất nhiên là một quý nhân cũng có nét đặc trưng riêng. Bởi nếu chúng ta gọi một người nói không đi đôi với làm, cử chỉ hành động không đủ chuẩn mực, liệu có ai dám tin? Dưới đây là 5 kiểu người phải tạo được phúc dày, chúng ta mới có duyên gặp gỡ. Vì thế khi đã gặp rồi, hãy kết thâm giao, trân trọng nâng niu để không phải tiếc nuối về sau. Mời quý vị cùng lắng nghe. Người đầu tiên mà ai cũng nên có đó là người tri kỷ. Ở đời tìm được một người tri kỷ có thể thấu hiểu mình chính là niềm vui lớn nhất. Giữa chốn hồng trần bon chen lầm lũi này, có được một tri âm cùng chia sẻ ngọt ngào, san sẻ niềm đau thật là quá khó. Trong cuộc đời có một người bạn tri kỷ không phải là điều dễ dàng. Nếu thật sự gặp được một người hiểu mình, đó chính là may mắn cả đời của bạn. Bởi vì sao bạn biết không? Người hiểu bạn sẽ hiểu được niềm vui, nỗi buồn của bạn, hiểu được điều gì khiến bạn thích thú, điều gì khiến bạn bị tổn thương. Người hiểu bạn chỉ cần nhìn ánh mắt bạn, họ sẽ hiểu cả những điều bạn không nói ra. Người hiểu bạn, họ biết rằng đằng sau sự kiên cường của bạn là sự yếu đuối được giấu kín. Người hiểu bạn, dù người đó chưa từng trải qua câu chuyện của bạn, nhưng vẫn có thể đồng cảm với tâm trạng của bạn. Người hiểu bạn, cho dù không thể lúc nào cũng ở bên bạn, nhưng vào những lúc bạn cần nhất, họ có thể cho bạn sự an ủi, động viên ấm áp nhất. Người hiểu bạn luôn biết sống với bạn theo cách mà bạn thích nhất. Sống với người hiểu mình, bạn không cần phải ngụy trang bản thân, mà chỉ việc sống với chính con người thật của mình. Kết giao với người hiểu mình, bạn có thể vừa an tâm vừa thoải mái. Tri kỷ khó gặp, nếu gặp được người hiểu mình, nhất định phải nâng niu quý trọng. Tri kỷ thực sự chính là người có thể đi cùng bạn, đến cùng trời cuối đất, có thể cùng bạn vượt qua mọi khó khăn. Đã là tri kỷ thì không phân biệt giàu nghèo sang hèn, chỉ có một tấm chân tình để đối đãi với nhau. Được gặp gỡ nhau, đi cùng nhau một đoạn đường đời và được làm điều gì đó cùng nhau vốn không phải là chuyện ngẫu nhiên vậy. Mối lương duyên của con người ta không phải chỉ trong một đời này mà đã được tạo hóa an bài từ muôn nghìn ức kiếp trước. Một mối duyên như thế chẳng đáng để trân quý hay sao? Vì vậy, hãy luôn nâng niu, giữ gìn người tri kỷ của mình. Họ mới chính là bến đỗ bình yên, là nơi neo đậu tâm hồn cho bạn giữa chốn trần ai này. Kiểu người thứ hai, người dám nói thẳng. Nhiều người chỉ thích nghe những lời nịnh bợ khen ngợi, thế nên khi gặp những người nói thẳng thì họ thường không thích. Nhưng từ một tầng cao hơn mà xét thì đó là tâm lý rất tiêu cực. Người ta không phải bậc thánh, không thể tránh những lúc mắc sai lầm, thực thi công việc không tốt. Nếu lại không được nghe những lời nói chân thành thì khẳng định họ sẽ lạc lối. Những người sống trung thực thẳng thắn, biểu hiện đầu tiên của họ là dám nói thẳng. Lời họ nói thực sự không dễ nghe, có khi như là lời cảnh tỉnh, có lúc lại giống như là lời chỉ trích. Ai nghe rồi cũng phải nóng đầu, bốc hỏa. Nhưng có câu thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng. Nếu không có những lời cay đắng như thế, chắc chắn bạn không thể thức tỉnh. Một chiếc gậy bỗng hát, giáng xuống đầu chắc chắn là có lợi ích hơn ngàn lời khen nịnh, dù cho nó thật sự rất đau. Thời nay xã hội càng nhiều sự nịnh bợ, thảo mai, thế nên tìm được một người dám nói thẳng, khuyên can mình là điều không dễ. Con người hiện đại thường cố gắng sống khôn khéo, sống sao cho khỏi mất lòng nhau. Trên đời tìm được một lời nói thật thật sự rất khó khăn, bởi thế hãy luôn trân trọng một người bạn chân thành, trung thực và thẳng thắn. Kiểu người tiếp theo đó là đối thủ giỏi. Nghe thì có vẻ không hợp lý, nhưng việc tìm được một đối thủ xứng tầm chính là điều hết sức quan trọng. Đừng nghĩ đối thủ ở đây chính là kẻ thù, càng không có nghĩa là cùng ta tranh đoạt một phen, thừa sống thiếu chết. Đối thủ đôi khi lại chính là tri âm tri kỷ, bởi người hiểu chúng ta nhất chính là đối thủ của ta. Người vì ta mà tồn tại cũng chính là họ. Kiểu người thứ tư đó là người luôn vui vẻ, lạc quan và tích cực. Có lẽ bạn thường xuyên gặp những người có tâm trạng u uất ảm đạm, lúc nào cũng phàn nàn về cuộc sống và oán trách xã hội trước mặt bạn. Những người như vậy sẽ không thành công trong cuộc sống, nhưng giọng nói của họ rất to và thường làm người khác khó chịu. Có lúc tâm trạng của bạn rất tốt, nhưng khi nghe họ phàn nàn, điều đó sẽ kích hoạt cảm xúc tiêu cực trong bạn và ngay lập tức bạn sẽ phàn nàn cùng với họ. Người thông minh sẽ chủ động đến gần những người vui vẻ lạc quan. Một người phóng khoáng, sống tích cực, cuộc đời sẽ không tăm tối.
Tâm trạng vui vẻ lạc quan cũng giống như ngọn đèn. Người thắp đèn vốn là để dẫn đường cho bản thân họ. Nhưng nếu ở gần ngọn đèn đó, chúng ta cũng có thể tìm thấy phương hướng để tiến về phía trước. Có câu chuyện khoét tường mượn ánh sáng như thế này. Có một người rất nghèo, ngay cả dầu đốt đèn cũng không mua được. Thế nhưng không sao, anh ta đã mượn một chút ánh sáng từ nhà người khác. Từ đó có thể đọc sách, viết chữ, có thể thắp sáng đường đời của chính mình. Hiện nay, có rất nhiều người học dự thính ở trường học, không có tiền đóng học phí, nhưng chỉ cần học tập chăm chỉ, vẫn có thể trở thành người tài giỏi. Phần đời còn lại, hãy mời người sống vui vẻ lạc quan, tích cực vào cuộc sống của bạn. Như vậy chính bạn cũng sẽ trở thành người có lối sống tích cực. Cho dù là mùa đông tháng chạp lạnh lẽo, bạn cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp vào mùa xuân. Bạn thật sự có thể chạm vào mùa xuân khi có một trái tim ấm áp. Và cuối cùng đó là người trồng chữ tín. Có thể xem đây chính là quý nhân tốt nhất của cuộc đời bạn. Nếu gặp được người trong đời, phải trân trọng nâng niu. Tục ngữ có câu, một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại, lên hòn núi cao. Muốn làm nên việc lớn phải biết tận dụng tốt sức mạnh của người khác, sức mạnh tập thể. Khi ở nhà, vợ chồng cùng nhau lập ra kế hoạch cho tương lai. Khi ra ngoài cùng hợp tác với bạn bè, tha hương lập nghiệp cũng có thể gặp được những người dù xa lạ nhưng đáng tin cậy. Tận dụng được sức mạnh của người khác, cuộc sống mới có thể thuận buồm xuôi gió. Một người trọng chữ tín sẽ luôn có vận may, dù ít hay nhiều. Bản thân mỗi người phải giữ chữ tín cho mình và mời những người giữ chữ tín vào cuộc đời mình. Có như vậy, mọi người mới thực sự tạo nên sức mạnh tập thể để phát triển sự nghiệp. Trên đây là 5 kiểu người ví như quý nhân. Nếu may mắn có cơ hội được tiếp xúc, được gặp gỡ và kết giao với những người như thế, thì quý vị nhất định đừng bỏ lỡ và trân trọng họ nhé. Quý vị thân mến, đã bao giờ quý vị thử hình dung nếu như cuộc sống của mình mà không có bạn bè, không có người thân thiết sẽ như thế nào hay chưa? Một người giỏi giang đến đâu cũng không thể chiến đấu một mình. Một người phấn đấu quá lâu sẽ cảm thấy thật mệt mỏi. Những ngày tháng cô độc một mình thật khó khăn biết bao. Trong cuộc đời mình, chúng ta có cơ hội gặp gỡ không ít người. Có người tương ngộ, có người biệt ly. Không phải tất cả mọi người đều xứng đáng với sự chân thành của bạn. Cũng không phải tất cả mọi người đều đáng được trân trọng nâng niu. Đặc biệt khi gặp những loại người này thì nhất định phải tránh xa, quý vị nhé. Loại người đầu tiên, người tự cao tự đại. Khi bạn gặp ai đó hay cấu kỉnh và tự cho mình là đúng, hãy đặc biệt cẩn thận về những gì bạn nói. Mỗi người này có lòng tự trọng cao tự đại, không đặt nặng vấn đề gì với người khác. Thường khi con người khi khởi đầu làm một việc gì đó, lúc mới tham gia, thường trong tâm họ khá thuần tịnh. Nhưng sau một thời gian dài, nhất là sau khi có được thành công ở một số phương diện, những lời khen ngợi và khẳng định mà họ nhận được thường khiến cho họ khuếch đại nhân tâm. Trong chiêu dịch giảng, khiêm thụ ích mãn chiêu tổn, nghĩa là khiêm nhường sẽ nhận được lợi ích mà tự mãn thì bị mất đi. Một người nếu như tự cao tự đại thì cho dù đi tới bất cứ đâu cũng đều không nhận được sự chào đón của người khác. Cho nên thất bại lớn nhất của đời người là tự cao tự đại. Người sống tự cao quá mức dễ thất bại vì không có sự tìm tòi, học hỏi từ thành công của người khác. Tự cao tự đại thường coi thường người khác với tâm lý cố chấp, bảo thủ và độc đoán, cho rằng bản thân tài giỏi hơn người. Như vậy họ sẽ cô độc trong cuộc sống mà chính mình tạo ra. Bởi người ta có thể yêu thương, san sẻ với người biết nhìn nhận sai lầm của bản thân sau khi vấp ngã, chứ không ai chia sẻ với người luôn biết mình giỏi hơn. Trong cuộc sống bạn phải tránh xa những người như vậy. Họ thường ích kỷ, đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu trong mọi việc. Từ sâu thẳm trái tim luôn coi thường người khác. Nếu chúng ta thua kém anh ta sẽ kiêu ngạo đứng trước mặt chúng ta và cư xử tốt hơn những người khác. Nếu chúng ta giỏi hơn anh ta, họ sẽ nảy sinh lòng đố kỵ, nói những lời chua ngoa, thậm chí còn bịa đặt ra khắp nơi. Loại người thứ hai, người nói lời cay độc. Người xưa nói cái miệng là cánh cửa của tâm hồn, miệng lưỡi phun những lời cay độc thì tâm chắc hẳn cũng khó mà thiện lương. Trong cuộc sống, có không ít người thường vẫn nhầm lẫn, coi những lời ác khẩu là lời nói thẳng nói thật. Nhưng nói thẳng nói thật không có nghĩa là không hiểu đạo lý, không có nghĩa là làm tổn hại lợi ích của người khác. Ngôn ngữ là thứ có thể phản ánh rõ nội tâm của con người. Một người thường xuyên chèn ép, châm biếm bạn thì rõ ràng người đó không có ý định tử tế với bạn. Vì thế nên với những người ăn nói thô thiển độc địa, không cần phải lịch sự khách khí. Các nhà tâm lý học thường chỉ ra rằng hành vi ngôn ngữ là thứ phản ánh nội tâm của con người. Những lời nói buột ra lúc vô ý lại càng phản ánh rõ nội tâm thực sự. Giữa người với người, chúng ta không nên đề cập đến những vấn đề riêng tư, thiếu khuyết của người khác. Đã biết không nên nói mà vẫn nói ra, không kiểm soát bản thân, điều đó cho thấy tâm địa không mấy tốt đẹp của người đó. Loại người thứ ba, người lợi dụng người khác. Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là điều dễ hiểu, nhưng tuyệt đối không nên nghĩ hết cách để lợi dụng sự giúp đỡ đó.
Kết bạn là một quá trình dùng sự chân thành đổi lấy sự chân thành. Nếu như ngay cả điều đó bạn cũng không muốn bỏ ra, thì làm sao có thể hy vọng người khác coi mình là bạn? Làm sao có thể hy vọng họ đối xử tử tế với mình? Người coi bạn bè là nguồn lợi kết xù, người lợi dụng rồi bán đứng bạn bè. Những mẫu người đó không đáng để bạn đối đãi chân thành. Một người lợi dụng bạn một lần, không có gì dám chắc rằng anh ta sẽ không tái diễn những lần sau. Một người bán đứng bạn một lần, nhiều khả năng sẽ tiếp tục còn bán đứng bạn. Con người sống trên đời có thể gặp rất nhiều người, chúng ta có thể kết bạn với rất nhiều người đó. Hà cớ gì phải lãng phí thời gian cho kẻ chỉ biết lợi dụng mình. Với những kẻ lợi dụng bạn, tốt nhất không nên lãng phí sự tử tế. Quý vị thân mến, xin bắt đầu video ngày hôm nay bằng một câu chuyện thế này. Đời vua Hán Cảnh Đế có người bán dầu tên Bùi Độ, nghèo khổ lang thang, được thầy tướng số cho biết sẽ chết đói vì coi tướng mặt có hai đường chỉ chạy xéo từ cằm lên mép miệng. Ngày kia, Bùi Độ gặp một thiếu nữ ngồi khóc bên giếng sâu. Hỏi ra sự tình mới biết, thiếu nữ mang vàng đi để chuộc tội oan của cha. Chẳng may bị đánh rơi xuống giếng, ai cũng nói dưới giếng có con chăn to. Thiếu nữ đang tuyệt vọng muốn quyên sinh, Bùi Độ thương tình, nghĩ mình trước sau cũng chết đói, nên liều mạng leo xuống tìm được vàng cho thiếu nữ. Nhờ đó, gia đình thiếu nữ được phục hồi danh dự và quyền thế. Một lần gặp lại, nhà tướng số kia kinh ngạc nói rằng tướng chết đói của Bùi Độ đã biến mất, mà thay vào đó là tướng công khanh phú quý, rực rỡ. Đúng vậy, sau này thiếu nữ tên Ngọc Hà đền ơn đem Bùi Độ về dạy học và giao ước vợ chồng rồi mới thưa với phụ thân. Cha nàng gửi gắm Bùi Độ sang một người bạn khác để nhờ tiến cử. Thời gian xa cách Ngọc Hà, Bùi Độ đã lạc lòng với những hình bóng danh nhân khác. Trên bước đường tiến quan, Bùi Độ ghé vào thăm nhà tướng số cũ để tạ ơn. Nhưng ông bảo Bùi Độ đã hiện lại tướng chết đói. Bùi Độ tức giận bỏ đi. Sau khi được làm quan, Bùi Độ đánh mất nhân cách, chỉ lục lạo cưỡng bức các cô gái đẹp, bị triều đình hạ lệnh bắt về kinh trị tội. Bùi Độ sợ hãi, trốn vào rừng rồi chết đói cạnh một mỏm đá. Cái phước của Bùi Độ xuất hiện do tâm niệm quên mình cứu giúp người. Phước đó quá lớn đến nỗi truyền hẳn tướng mạo và số mệnh để cho Bùi Độ trở thành quan chức vinh hiển. Nhưng rồi, tư cách tầm thường tham dục đã phá vỡ phước cũ để cho nghiệp chết đói đủ cơ duyên xuất hiện trở lại. Như vậy, tướng mạo tùy thuộc vào nghiệp chứ không cố định. Nếu chúng ta thường xuyên biết cảm thông chia sẻ, làm nhiều điều thiện, cứu giúp mọi người, ắt hẳn tướng mạo và số mệnh chúng ta sẽ thay đổi một cách tốt đẹp nhất. Và từ đó, cổ nhân đã đúc kết ra 12 bí quyết quyết định đến vận mệnh. Một là mệnh, hai là vận, ba là phong thủy, 4 là tích công đức, 5 là đọc sách, 6 là tên tuổi, 7 là tướng mạo, 8 là tôn kính thần Phật, 9 là kết giao với quý nhân, 10 là dưỡng sinh, 11 là chọn nghề và chọn bạn đời, 12 là hướng đến những cái tốt đẹp may mắn và tránh xa hung dữ tà ác. Hãy cùng ngẫm sự đời tìm hiểu kỹ hơn về 12 bí quyết này nhé. Thứ nhất, mệnh. Mệnh là cố định bất biến, là đã được định trước. Vì nghĩa hẹp mà nói, cái mệnh mà chúng ta nói chính là bát tự của mỗi người. Bát tự là do 8 can chi, vừa hay là 8 chữ bát tự tạo thành, là can năm và chi năm, can tháng và chi tháng, can ngày và chi ngày, can giờ và chi giờ. Trong đó can được gọi là thiên can, gồm có 10 can, canh, tân, nhâm, quý, giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ. Chi được gọi là địa chi, có 12 chi, bao gồm tí, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Như vậy, căn cứ vào ngày giờ tháng năm sinh của bạn mà tính ra thiên can, địa chi, tổng là 8 chữ, thì có thể đoán ra hành trình cuộc đời, vinh nhục, họa phúc, giàu nghèo, thọ yểu của mỗi người. Về nghĩa rộng mà nói, trong vận mệnh mỗi người luôn có những điều mà dù chúng ta có cố gắng thay đổi thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào xoay chuyển được. Đó chính là làm mệnh. Trong Phật giáo gọi là A Lại Gia Thức. Chúng chính là một kho tàng các loại hạt giống của nghiệp thiện ác mà một người đã tạo ra trước đó, được tập hợp lại không sót một chi tiết nhỏ nào. Khi gặp thời cơ thuận lợi, một hoặc nhiều hạt giống, tốt và xấu sẽ được đưa ra, gieo trồng vào trổ quả. Kết quả là người đó được sinh ra phải hưởng những quả do kiếp trước quá khứ đã làm ra, không thể trốn tránh, không thể chối bỏ. Thứ hai, vận. Vận tức là vận thế, có thể thay đổi được. Nếu ví mệnh như một chiếc xe xuất phát từ điểm bắt đầu của cuộc đời chạy đến điểm cuối cùng, xe của bạn lao lại gì, con đường như thế nào,
thì đó gọi là mệnh. Còn cụ thể là lái xe như thế nào để đi đến hết hành trình cuộc đời bạn, đó lại là vận. Có người vốn có một chiếc xe tốt, con đường đi cũng rất tốt, nhưng tự mình lại được trăng hay chớ, để mặc nước cuốn trôi, lái xe không cẩn thận, kết quả là cuộc đời kết thúc không có hậu. Có người vốn ban đầu chỉ có một chiếc xe rất xấu, nhưng đi thì ngoằn ngoèo trông gai, gập ghềnh khúc khuỷu, nhưng cả đời cần cù chịu khó, cẩn thận từng ly từng tí, lái xe rất chuyên tâm, kết quả cả đời mạnh khỏe, bình an. Thứ ba, phong thủy. Môi trường mà mỗi người chúng ta ở gọi là phong thủy. Phong thủy này gồm môi trường tự nhiên mà chúng ta sống, còn bao gồm cả môi trường xã hội mà chúng ta ở. Nếu ví con người như một cái cây, phong thủy chính là môi trường mà cái cây này sinh sống. Ví như thổ nhưỡng, ánh sáng, lượng nước, các sinh vật khác ở xung quanh, v.v. Môi trường bên ngoài này dĩ nhiên là quan trọng, nhưng bản thân cái gen, di truyền và nỗ lực sinh trưởng của cây cũng rất quan trọng. Do đó, phong thủy là yếu tố bên ngoài, không phải yếu tố bên trong. Tất nhiên, yếu tố bên ngoài và bên trong là có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Thứ tư, tích công đức. Tích đức chính là làm việc tốt. Cổ nhân nói, thiện hữu, thiện báo, ác hữu, ác báo. Cho dù là văn hóa Nho gia hay là Phật, đạo gia đều đề xướng giúp người tích đức hành thiện, từ đó mà thay đổi vận mệnh. Thứ năm, đọc sách. Đọc sách là học văn hóa, tăng thêm tri thức. Đọc sách là một quá trình học tập suốt đời. Thông qua đọc sách, chúng ta có thể thu được tri thức, kết giao bạn bè, mở rộng tầm nhìn, còn có thể nâng cao bản thân. Đọc sách cũng là phương thức nhanh chóng và tốt nhất để học hỏi văn hóa từ xưa đến nay, thu nạp lượng tri thức rộng lớn của nhân loại, trở thành người có trí tuệ. Đọc sách giúp bạn mở rộng tầm nhìn, không còn bị giới hạn bởi một góc nhỏ bé của cuộc sống, có thể thoải mái du ngoạn cổ kim đông tây, học thức rộng khắp bốn biển. Cùng với việc không ngừng đọc sách sẽ hun đúc nên trong bạn một tấm lòng rộng mở, lý tưởng cao xa. Đọc sách giúp bạn kết giao bạn bè, mở rộng phạm vi giao tiếp. Thông qua đọc sách, bạn có thể tìm được bạn hữu tâm đầu ý hợp, mở lòng và thư thái. Đó chẳng phải là điều tốt, không gì bằng đó sao? Do đó, từ cổ chí kim, đọc sách luôn là phương pháp quan trọng thay đổi vận mệnh của con người. Thứ sáu, tên tuổi. Cho con nghìn vàng không bằng cho con một cái tên. Một cái tên tốt có tác dụng khích lệ đối với cuộc đời mỗi người, thậm chí còn có tác dụng dẫn dắt, chỉ dẫn. Ví dụ, trong Thần Điêu Hiệp Lữ, Dương Quá sở dĩ được Quách Tĩnh đặt cho cái tên như vậy là hy vọng anh không mắc sai lầm như cha của mình, Dương Khang. Mong anh nhớ kỹ sai lầm của cha để làm một con người đường đường chính chính. Cuối cùng, Dương Quá đã trở thành một đại hiệp vang danh muôn đời. Bởi vậy, người xưa, đặc biệt là con cái, trong các gia đình danh gia vọng tộc hoặc dòng dõi nho sinh, đối với việc đặt tên đều rất coi trọng. Thứ bảy, tướng mạo. Tướng tức là tướng mạo, bao gồm tướng mặt và tướng tay. Xưa có câu, tướng do tâm sinh, tâm do cảnh tạo, cảnh tùy tâm chuyển. Thông qua tướng mạo bên ngoài, có thể phân tích được ý nghĩa trong nội tâm của một người. Tu đức ở tâm, cát hung, lành dữ, có thể biết được. Tâm khởi thiện niệm, các loại phúc báo sẽ đến. Thứ tám, tôn kính thần Phật. Khổng Tử nói, dốc sức vì dân để họ đạt được cảnh giới của nghĩa, kính trọng quỷ thần, nhưng luôn giữ một khoảng cách, như vậy có thể gọi là trí vậy. Bậc thầy trí thánh này đã dạy các đệ tử của ông, cảnh giới nghĩa của việc dốc sức phục vụ nhân dân là phải làm cho mọi người dân kính trọng, tôn thờ quỷ thần. Nhưng mình và người dân phải giữ khoảng cách nhất định với quỷ thần, như vậy mới xứng danh là bậc trí. Người xưa cũng nói, bậc quân tử có ba cái sợ, sợ mệnh trời, sợ đại nhân, sợ lời của thánh nhân. Mệnh trời tức là quy luật vận hành của đạo trời, cần phải kính trọng đạo trời. Sợ đại nhân không phải là người hơn bạn, mà là người tu dưỡng đạo đức rất cao, cần phải kính sợ họ, kính sợ bậc bề trên, bậc tôn giả. Sợ lời của thánh nhân, đối với những lời nói của bậc thánh hiền, phải có lòng kính sợ. Làm được ba điều sợ này thì con đường của bạn sẽ đi rất vững vàng. Thứ 9, kết giao quý nhân. Kết giao quý nhân tức là chọn người thiện mà kết giao. Người xưa có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Nếu xung quanh chúng ta đều là những người đạo đức cao thượng, thì chúng ta cũng sẽ trở nên đạo đức cao thượng. Cũng như vậy, nếu chúng ta luôn luôn kết giao với những người đạo đức thấp kém, dần dà phẩm hạnh của chúng ta cũng trở nên xấu đi. Thứ 10, dưỡng sinh.
Dưỡng sinh là giữ thân tâm khỏe mạnh. Dưỡng sinh không chỉ đơn giản như ngày nay thường nói, sinh mệnh là ở vận động, mà là sinh mệnh là ở vận động và tính dưỡng, không phải chỉ có mỗi vận động mà thôi. Đồng thời dưỡng tâm và dưỡng thể cũng quan trọng như nhau. Hơn nữa, cần sống thuận theo quy luật của tự nhiên. Mặt trời mọc thì dậy, mặt trời lặn thì nghỉ, đồng bộ với bốn mùa của trời đất. 11. Chọn nghề và chọn bạn đời. Chọn nghề tức là công việc, sự nghiệp. Chọn bạn đời tức là hôn nhân, cưới xin. Nam sợ làm nhầm nghề, nữ sợ lấy nhầm chồng. Một sự nghiệp thành công ít cũng vài năm, nhiều thì 10 năm, 30 năm. Một người trước tiên cần lập chí theo nghề có hy vọng thành công nhất, sau đó kiên định không ngừng làm việc. Và cuối cùng, gần lành tránh dữ. Gần lành tránh dữ là hướng đến những điều tốt đẹp, may mắn, tránh xa điều ác, hung dữ. Trong đời người, chúng ta cần phải luôn phân tích tình huống, xem xét thời thế, minh bạch lành dữ, họa phúc. Khi hoàn cảnh tốt lành thì cần thừa thế mà tiến lên. Khi hoàn cảnh hung hiểm thì cần dè chừng, cẩn thận, cũng là lùi một bước biển rộng trời trong. 12 bí quyết trên chỉ có mệnh là nhân tố tiên thiên, còn 11 điều còn lại đều có thể thông qua nỗ lực hậu thiên để thay đổi vận mệnh của mỗi người. Bởi vậy mới nói, mệnh là tự mình lập, vận mệnh nằm trong tay chính bản thân mỗi người. Cuối cùng, dù đường đời có lắm lúc trông gai, gập ghềnh, nhưng vẫn giữ trong tâm mình thiện niệm, không ngừng hành thiện tích đức thì phía trước bạn là một bầu trời xanh bao la vẫy gọi. Quý vị có đồng ý với những quan điểm này của Ngẫm Sự Đời không? Hãy để lại ý kiến bên dưới video này nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những